giống cô. Xin được chúc mừng Tấn Bảo và xin được giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Duy Kim. Và với đàn kìm, nghệ sĩ Hồng Ân. Ca khúc vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, Đêm Nghe Bài Vọng Cổ. Thì đây là một ca khúc mà chưa từng được thể hiện live trên sân khấu lần nào cả. Cho nên Nguyên Khai cũng muốn hỏi huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là tại sao cái ca khúc này chưa từng được thể hiện live trên sân khấu? Cách đây mười mấy năm thì lúc đó chị Hai Lan có gửi cái bài Đêm Nghe Bài Vọng Cổ cho anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh mới cho Vũ nghe và từ đó Vũ đã rất là yêu cái bài hát này. Nhưng mà theo Vũ quan sát, tới bây giờ mười mấy năm sau vẫn chưa có ai hát cái ca khúc này live hết. Cái lý do là tại vì nó rất là khó hát. Từng câu, từng chữ đều có cái sự luyến lấy ở trong đó hết. Treo trên trời rồi nó xuống rất là thấp. Và một cái điều thú vị nữa, trong cái buổi tập dượt, thiệt sự Vũ muốn có một câu giọng cổ để mà cái câu cuối cho nó mang được ra đúng cái chất của bài. Thì nhạc sĩ Minh Vi mới nói với Vũ là em có muốn không? Vũ nói được không anh? Nhạc sĩ Minh Vi ngồi xuống tại chỗ trong vòng 15 phút viết ra cái câu giọng cổ này cho cháu và đến bây giờ mới có được cái bài Đêm Nghe Bài Giọng Cổ một cách trọn vẹn như vậy. Đêm mưa nào lòng con buồn nhớ mẹ, khói lam chiều bếp lửa đậm tình quê. Phương xa con nhớ mẹ hiền, nghe bài giọng cổ thương về quê hương. Rồi.
Cảm ơn anh Mary rất là nhiều. Anh là một người em rất là ngưỡng mộ, yeah, rất là tôn trọng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Minh Vy cũng chính là giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh có thể viết trong 15 phút mà ra một cái bài giọng cổ. Thậm chí anh có thể đi 7 bước mà ra được cả một bài thơ. Wow. Yeah. Cái này là Nguyễn Khang nói thêm thôi, chứ chưa kiểm chứng nữa. Cô nói thật là cô rất là nể phục con. Con nói giọng Bắc là chuẩn hoàn toàn, nhưng mà đến khi con hát giọng miền Nam, nó ngọt ngào, con làm rất là tự nhiên. Nó vừa đủ cái độ đầy cần có của dòng nhạc này, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái chất nó rất là thanh tao. Cô nghĩ rằng là bố mẹ rất là tự hào về con, và cô chú cũng vậy. Cảm ơn con Tấn Tạo. Vâng, bây giờ thì xin mời cô Cẩm Ly chia sẻ đôi điều ạ. Cô chỉ có một câu thôi, ngọt lắm con. Cảm ơn cô. Tấn Bảo, khi mà con hát á, cái thần thái của con á, làm cho cô cảm thấy an tâm khủng khiếp. Cái khung cảnh đó buổi chiều á, rồi mấy em tính nói luôn đó. Nó giống như là một cái buổi đờn ca tài tử. Đúng rồi, chính xác. Mình nghe giống như là một người nghệ sĩ. Đúng. Và hát với những cái tâm trạng nó nhẹ nhàng. Bình tôi không có suy tư, không có suy nghĩ quá nhiều. Nó giống như là con không phải là con thi, mà con đang trải lòng kể cho người ta nghe câu chuyện của tôi. Tôi yêu giọng cổ, tôi yêu một cái câu hò điệu lý. Và nó ngọt ngào và tình cảm lắm con ơi. Chúc mừng con. Đây là một cái bài mà chú rất là yêu thích. Chú yêu 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 lắm 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 luôn. Và hôm nay con đã mang một cái linh hồn cho cái bài hát này. Chú hy vọng là sau khi mà cái tập này được phát sóng thì sẽ nhiều người biết hơn hát lại cái bài hát này. Cảm ơn con. Cảm ơn chú.